Dạ tại đúng vì rồi. Giang này hàng đã nói rồi, bà ngoại không cần phải xí vô, ai muốn đem con đi cũng được, bà không cần, còn ai muốn nhìn con chỉ lợi nhà con nói chuyện với con. Thì đó là giờ đó là bữa đó sinh nhật nó nhập cho người ta đó, người ta với tôi đâu có quen biết đâu. À có luôn hả cô kể cái đó xíu được không cô? Thì đó tôi mới kể nãy đó, À, thì nó về nó hỏi này nọ đó. Giờ bà đó có nói vậy, cái bà nó nói vậy có phải làm thinh luôn. Bởi đâu phải bởi ví dụ như mà mẹ con gặp mấy chục năm á, 20 năm mà không gặp thì về xác là sẽ khóc lóc, đúng không? Dạ. Yeah. Không thấy ai khóc á. Mà con nói chuyện xong rồi đó là bà nghe bà nói là bà từng đi tụng kinh và bà từng đi ăn chay mấy năm này nọ. Rồi bà nói là chừng nào mà mấy người về thăm bê á, người ta nói thì đi cúng, mới nói chừng nào đi cúng mới nhớ cho bà xin số điện thoại. Tới 18, 19 giờ người ta đi cúng, người ta gọi bà không bắt máy. À. Bà chặn cuộc điện thoại luôn. Tại vì bà nói bà là người tu hành, bà phái đi tụng kinh. Thì ở đây người ta cũng thăm bắp bê, người ta giếm, người ta mới quen với nhau là cứ như là cho số điện thoại nhau nha, cho nhau khi đi cúng tụng kinh này nọ, được dỗ nhau đi á. Mà gọi điện thoại bà không bắt máy. Dạ. Bà chặn cuộc gọi luôn, 4-5 người gọi bà chặn hết. Dạ. Thì đó thì bà tới nay bà đâu lên nữa. Dạ. Rồi dầm tháng 8 thì không thấy bà lên. Mà người ta mới lên hồi sáng này nè, lên đại lễ là mua bắp bê này nọ, tụng kinh ra cúng cho cháu. Dạ. Là bắp bê đó. Giờ tôi giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Cho con hỏi là lúc trước giờ mình sống ở đây trước giờ cô Nghĩa, thì mình có gặp cái vấn đề gì mà cái về cái tâm linh không? Như cô ngủ cô gặp cái gì hay là cô thấy gì không? Ra thì ngày xưa thì mình mới về đây mình khổ chấp mẹ. Về đây thì mấy ông phải nhát mình rồi. Ủa có nhát luôn? Thì người ta gõ kịch đó, cái mình biết rồi. Cái mình nói thôi ông bà cô bác thương con rồi cho con ở đây con khổ lắm con mới về đây. Con bị đánh từ sáng con khổ con mới về đây. Rồi ông bà thương con đội rồi con đi đừng có cho con thấy cho con ngủ sáng mai con đi làm mướn. Yeah. Ngày xưa thì tôi nói thiệt với em đi làm mướn chết mẹ mới có ăn. Yeah. Cứ mã mồ cứ nghiệp người ta mới lên một lần lấy gì sống, phải đi nhổ cỏ mướn nè rồi gánh phân nè đó rồi bắt đầu tưới cây này nọ tùm lum á, người ta mướn gì làm nấy. Yeah. Để đổi gạo về ăn đó. Rồi sau này á làm mấy mã lên được rồi cứ mình mỗi một năm vậy mình có như là mình mượn trước trả sau đi. Yeah. Đó, khi mình đói thất nghiệp như mùa mưa đi thì mình không làm được mình mượn tiền nói gì đó hàng tháng cái mình tới tết cái mình trả người ta mình làm được mà mình trả người ta. Yeah. Mình biết đâu dám mượn nhiều, mượn nhiều sao không tiền trả, biết người ta cho lên nhiêu rồi mình không có đòi hỏi nữa, ta cho nhiêu lấy nhiêu thì mình không dám mượn nhiều, cao lắm là mượn chừng 2 triệu là tối đa. Yeah. Để mình sống mà khi mình làm mã mà khi dư rồi mình trả người ta để năm sau người ta cho mượn nữa đó là nha. Đó chứ nói chung là ở đây tôi mượn trước trả sau. Yeah. Lắm qua ngày dư thì không có dư mà đói thì nói chung là không đói. Yeah. Cũng đủ sống mà cơm canh qua ngày. Yeah. Dạo cháu được rồi. Cô Nghĩa có nhớ là cái thời điểm mình đầu tiên lên đây là khoảng thời gian bao lâu chưa? Thì năm đó tôi lên là năm 80 mà. Năm 80? Đây năm 80 mà. Đó hồi đó lên đây là ở đây nó cũng còn vắng lắm đúng không cô? Dạ tôi nói thiệt em ở đây xe ngựa nó đi lấp tóc á, đường gần đất đỏ đó. Ờ. 4 giờ không ai dám đi á. Mà tôi khổ tôi ngủ trong cái hang đó. Đi dòm ra không ai dám đi luôn. Mà còn xe ngựa lóc tóc là không biết giờ đây là còn huyện Bình Chánh. Dạ. Yeah. Xã Bình Hưng Hòa. Còn giờ là quận Bình Tân. Bình Hưng Hòa A, Bình Hòa B. Là chia danh ra về đường nó chám ngựa luôn. Dạ. Yeah. Người ta đi thường rồi. Ngày xưa thì rất sợ rồi ngày nay thì không còn sợ nữa. Nửa đêm đi thoải mái xe trực tiếp luôn. Cái hồi đó là cô lên đây là có một mình cô thôi đúng không? Tôi với má tôi. Dạ. Mà má tôi mất nay 12 năm rồi. Dạ. Thời điểm đó cả hai mẹ con lên đây ở. Chỉ có hai mẹ con thôi. Đau khổ lắm em ơi, lên đây mẹ bà nó mấy đứa nó giữ trâu giữ bò. Cái gầm bên mình nấu cơm nó cũng ỉ á, chẳng đậy nắp lợn. Ồ. Nó khóa mình đủ cách á, nhưng mà lúc đó mình khổ rồi mình không còn nữa, mình chỉ biết là mình đi kiếm chuyện mình làm để có sống qua ngày thôi. Dạ. Mình không cần phải quan tâm. Nên vì đó mà chừng nào mình biết được đứa nào thì mình mới biết cha mẹ được. Mình không biết sao mình mét, mình cứ chịu luôn, chứ sau này cái là nó lên nó tắm cái nước mưa, cái nước nào tôi hướng trong cái đó, yeah. Ở trên nhà mồi đó, tôi xài, mà nó lên nó tắm giữa, tôi biết, tôi lại nhà tôi mắng vốn, ông nội nó quýnh nó, không cho nó làm vậy, đã khổ rồi, cái địa rồi người ta tắm giữa đó, mày lên mày đái đó, giờ mày tắm giữa đó, dơ quế, là ông nội nó quýnh nó không cho nó nữa, mà từ giờ đó là tụi nó không còn tắm nữa. Yeah. Cái hồi đó là cô với mẹ cô là ở từ quê là ở đâu? Ở quận 6. Ở quận 6 lên này. À, trước nhà của tôi là 1901 bên là bây giờ là giải tỏa rồi á. Ông cậu vô ở, sau này là ông cậu vô rồi.
giờ giải tỏa rồi đó. Cô có thể chia sẻ cái lý do mà cô với mẹ cô lại không ở cùng với người thân ở cái quận 6 mình lên này? Nói chung gia đình á, nói tiếng câu đánh tuyên sản thì Sài Gòn giải phóng đó mà, yeah. Nhà nước kiểm kê đó, thì còn vốn mình nữa mình làm ăn sạch rồi, cái bắt đầu mình mới buồn, mình mới đi lang thang. Yeah. Đến cái địa này là nó thanh tịnh, mình quên hết và mình đi kiếm mình làm chỉ biết sống thôi. Mình không còn suy nghĩ nữa, còn nếu trên thành phố thì mình ngó lại mình tuổi thân mình đã hết tiền hết bạc rồi. Yeah. Nhà nước lúc đó thì thâu bán hợp tác xã hết rồi, cuộc tiền đâu mình có. Có nghĩa là mình buồn quá mình mới lang thang lên đây. Lên đây là định ở đây thì bà già mới nói là thôi mẹ con ở đây ở luôn đi. Làm mãi với đi làm vậy cũng có sống rồi. Nói ngay bà già bà hai đó cũng chết rồi. Má tôi chết năm trước, năm sau bà chết luôn. Tại vì hai đó bà chưa ở lại và tôi cũng ngủ rồi bà ở nhà, bà dắt về nhà ngủ bằng ba. Rồi sau này tôi nói thôi vậy làm phiền quá thôi tôi ngủ luôn nghĩa địa luôn. Rồi sau cái công an cũng đuổi cái đi bộ về. Rồi có bữa nào về phim đi bộ về, bữa nào mệt á thì ngủ chui vô ngủ lại luôn. Cái sao ở gần ngày gần quen rồi từ á. Dạ. Từ đó mà sau này bà con thương hết. Dạ. Là mình ở vững lên tới giờ luôn. Dạ. Cũng do từ cái thời điểm mình lên ở đây rồi cái mình cái hành cái nghề giữ mộ không có chủ gì luôn. À giữ mộ có chủ hay không chủ gì cũng giữ hết. Dạ. Tại mình lấy cái giàu đó qua cái nghèo mà. Dạ. Bây giờ người ta lên mình làm hết. Cái nào lên thì ta cho mình tiền mình lấy, còn cái nào mà ta không lên thì coi như mình làm công đức. Dạ đúng rồi. Nó đơn giản vậy thôi. Dạ, cái thời điểm mà mình còn làm cái đó thì cái thời điểm mà cao địa chắc là mình giữ bao nhiêu ngôi mộ cô có nhớ không? Cái đó là tôi giữ còn khoảng 500-600 cái. Dạ nó chứ. Thì ví dụ mình giữ vòng vòng từ đây qua tới bên kia nữa, 500-600 cái thì em giữ. Ví dụ như nghèo nó cũng tính ra này đây cũng 200-300 cái. Dạ. Nếu mà nghèo. Còn cái giàu thì ở xa tức mình lấy tiền không kịp thì năm tới ta cho mình tiền. Dạ. Nó đơn giản không? Còn nếu mà kịp thì mình đủ sống qua ngày. Ví dụ như nếu mà dư á thì Tết mình hết tháng giêng người ta mới muốn làm hồ. Dạ. Tháng giêng không hay làm hồ á. Mình sống được cái tháng giêng đó thì tháng hai mình đi làm hồ. Dạ. Sống lại. Nói chừng nào trước giật thì mình ra cái mã nào mà người ta ưa lên mình biết thăm ông bà người ta ưa lên á. Dạ. Mình ra lao dọn quét chế nước mình đông sẵn. Trước giật người ta lên ta cho mình tiền. Mình sống qua ngày vậy thôi. Còn sau này nó mới dễ đỏ giờ mới bán quán cà phê chứ. Dạ. Chứ ngày xưa là cái Tết là bắt đầu đi làm xong gia viên là đi làm hàng xong. Rồi tới bây giờ thì con thấy trong cái nơi ở của mình hiện tại á. À. Thì cũng có rất là nhiều Phật Quan Âm với lại là trong nhà cũng có vài thành viên. Thì đến bây giờ thì những thân là cô cả lại có một gia đình cũng rộn ràng ở nơi này đúng không? Nói chung ra là tôi ở đây với vợ con gái. Với bốn đứa cháu ngoại. Yeah. Nói chung là vậy. Thì hai đứa cháu ngoại trai, hai đứa cháu ngoại gái là bốn đứa. Yeah. Nói, sống đây ngày xưa thì nó đi mướn nhà trọ có mình tôi ở là rồi nó trả tiền không nổi, cậu biết không? Một mình mà nuôi bốn đứa con, hai chồng mình sao trả tiền nổi. Thành ra nói thôi má ơi, má cho công gian để ở chung với má luôn. Ở mình mới cắt cái trời mẹ con sống qua ngày thôi. Yeah. Đó. Cái người ta cho gà cái nuôi đó, bắt đầu nó sinh sản ra đó, được một đám gà. Dạ. Nó thẳng là vậy. Còn Tam Bảo là Tam Thế Phật là của tôi với phủ quyền của tôi với mẹ ông Âm tôi. Còn mẹ ông Âm đứng á là hồi đó người ta chôn người ta để trên đầu mã. À. Người ta bóc cốt bây giờ tôi ôm mẹ vô tôi thờ. Dạ. Với Phật rồi nói là đa số là tôi ôm của bà vô tôi thờ thôi. Tại vì người ta bỏ trong góc. Tôi ôm vô tôi thờ. Tôi nghĩ là phủ quyền là phủ quyền chung. Nên tôi ôm vô thờ luôn. Dạ. Nhà nói chung ra là nhà tôi còn nhiều lần giờ tôi dùng mấy bài đường vô. Dạ. Tôi thờ thôi. Còn ai mà khổ thì ra lại lên nói tôi cho thỉnh về thờ. Ông địa cũng vậy. Ông địa thành ra vậy, nếu người ta thích thì tôi cho thờ đó. Dạ. Chó mèo cũng vậy, người ta mới cho tôi 4-5 con chó nè. Ngọc, vịt người ta cũng cho tôi, ngỗng người ta cũng cho tôi. Đó, nói chung người ta cho tôi gì tôi nuôi nó. Tại vì nói thẳng ra là tụi tôi muốn sát sanh. Dạ. Nên gì đó mà chó người ta cho tôi rồi để nuôi. Ta cột tiện trong nhà. Về đây cái chuyện tuần lễ thì thả nó ra, chẳng dầm dẫn đây thôi. Yeah. Anh thấy tôi chó nhiều là nhờ vậy đó. Yeah. Tại vì người ta thấy mình không sát sanh. Với hoàn thành mình không có bán chó này nọ. Nên người ta cho. Thấy chủ lên, chủ nó ghé thăm lúc nào cũng được. Không có quan tâm, tại vì mình nuôi đó mà. Dạ. Yeah. Mà nói chung cái điều đồ, tìm đồ ăn đó ngày 30 đó. Ồ, chị ghê luôn. Dạ. Nhưng nuôi mấy con chó này mà cũng tốn kém hay nhỉ? Cũng tốn kém nhưng mà người ta cũng cho mình nhiều đồ ăn lắm em. Yeah. À, người ta thấy vậy người ta cho đồ ăn, cho cơm cho nó ăn.
À, cũng nhiều mạnh thường quân lại cho cơm ăn lắm. Có chị đó nghe, chị làm sang máy bay á. Chị lại chỉ cho cơm 2-3 ngày cái chị cho, chị ghé cho nó ăn. Nói chung vậy là tôi nuôi chó nhưng mà nhiều người cho đồ ăn. Nên nói chung là cũng mấy gì đâu. Dạ thì bây giờ con thấy là xung quanh này á, thì cũng còn rất là ít mộ. Thì không biết bây giờ hiện tại là cô có thể thống kê được còn bao nhiêu ngôi mộ còn tồn tại ở đây không? Nếu mà cô tôi giữ thì tôi chưa kiểm. Tại vì mình không có thời gian nhổ cỏ, không biết nhổ cỏ đâu phải dễ ra. Bây giờ nó chuẩn bị mọc trước rồi, thì đâu có thời gian rồi để mình buôn bán nữa. Bây giờ mình không biết còn bao nhiêu, không còn quan trọng, chừng nào đi hết thì đi thôi. Nếu em kêu tôi thống kê rồi tôi không thấm nổi. Nhiều quá. Tại vì thời gian của mình còn đi làm, rồi còn làm mình sống nữa, em hiểu không? Nó không sáng thì dọn ra bán nhịp tư tay, chân tê ha. Nói thiệt em 6 giờ đi dậy, mà tới 7 giờ mấy thì chưa dọn xong. Đây cái chân tôi mà tê nhí nhất rồi tôi có kiếm chỗ tôi ngồi. Yeah. Tôi ngồi là khoảng nửa tiếng tôi mới đứng dậy được. Nói thiệt ra thời gian tôi không có để đi thiệt. Khi tôi nhổ cỏ nhịp tư tê quá, tôi té, tôi còn chày mặt. Tôi là tôi la lên, tôi chó quậy lên, đỡ tôi là dậy á. Để cho đừng đột quỵ, sợ mình nhập khẩu đột quỵ đó, em hiểu không? Tôi la lên, tôi kêu vô, dinh tôi ngồi dậy. Rồi tôi kiếm chỗ ngồi để cho đỡ tê, xong rồi là tôi mới đứng dậy đi tiếp. Dạ. Thì em nghĩ thời gian đâu được tự. Dạ đúng rồi. Ông xin phép cô ra chỗ bé gian lễ hàng xíu. Ờ, dạ, em dạ. Em coi coi. Dạ. Em ra coi bữa nay người ta đi cúng bắp bê tùm lum ra. Dạ, dạ. Quả, em đi ra quả. Cái bộ màu hồng đúng không cô? Ờ, đúng dạ, rồi. Rồi. Cái chồng đồ.